Nhận định bóng đá Than Quảng Ninh với Sài Gòn FC. 18 giờ ngày 7 tháng 4, Than Quảng Ninh đứng trước cơ hội vươn lên đầu bảng V-League ở vòng đấu này khi chỉ tiếp đón một Sài Gòn FC đang lao đao. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Câu lạc bộ Than Quảng Ninh đang có phong độ cực cao và thăng hoa khi xếp thứ 2 bảng xếp hạng V-League 2021 với 15 điểm sau 7 trận. Nên nhớ, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Thọ còn không có một lực lượng đủ mạnh để tự tin bước vào giải đấu với tâm thế ứng viên vô địch V-League. Đội bóng đất mỏ đang có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trên cả sân nhà lẫn sân khách. Họ đánh bại lần lượt những đội bóng sừng sỏ như Thanh Hóa, Hải Phòng và cả Bình Dương để vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Đối đầu với một câu lạc bộ Sài Gòn đang rệu rã vì chuỗi thành tích cực kỳ bết bát trong thời gian qua, câu lạc bộ Quảng Ninh dĩ nhiên đặt mục tiêu là giành trọn 3 điểm. Đội chủ sân Thống Nhất trải qua 4 trận thua liên tiếp dưới cả hai đời huấn luyện viên Shimoda và ông Phùng Thanh Phương. Hàng tấn công quá cao tuổi cộng thêm hàng thủ với nhiều cầu thủ không có trình độ cao khiến cho Sài Gòn lao đao từ công đến thủ. Thống kê chỉ ra rằng Sài Gòn FC đang là đội tấn công kém nhất sau 7 vòng đấu đã qua với chỉ 2 bàn thắng. Họ cũng là đội thủng lưới nhiều thứ 6 tại giải cho đến hiện tại với 9 bàn thua. Vậy nên thật khó để chờ đợi một sự bất ngờ được tạo ra bởi câu lạc bộ Sài Gòn trước một Quảng Ninh đang thăng hoa. Về phần đội bóng đất mỏ, nếu không mắc phải bất cứ sai lầm nào trong trận cầu trên sân Cẩm Phả chiều nay, Quảng Ninh hoàn toàn có thể vươn lên ngôi nhất bảng sau khi vòng 8 khép lại, vị trí mà câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đang nắm giữ. Bởi lẽ, đội bóng phố núi đang chỉ hơn Quảng Ninh một điểm và phải gặp một đối thủ cực mạnh ở mùa này là Đà Nẵng vào ngày 8 tháng 4 trên sân khách. Dự đoán 2-0.